xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua Java Ferrosi, dòng xe đạp khung carbon cao cấp đến từ thương hiệu Java, thương hiệu Ý, được sử dụng full một set group của Shimano 105, và cặp vành của chiếc xe là được sử dụng là cặp vành Mavic của Pháp. Chiếc xe full carbon, đây là phần khung. Hôm nay về tông màu đen vàng, rất là thể thao và trẻ trung. Thiết kế khung rất là đẹp, có những cái đường cắt kim cương ở đây tạo cho chiếc xe có phần cơ bắp rất là đẹp. Dây chạy âm sườn cùng carbon thương hiệu Java, thương hiệu Ý. Model Ferrosi sử dụng full hết tất tần tật một bộ group, set group của Shimano 105, từ bộ phanh thành ba mảnh đến bộ chuyển động để sau gạt đĩa trước, rồi đùi đạp trục rỗng, rồi đôi tay lắc full hết một set của 105. Với giá bán em đang bán tại cửa hàng thì là 17.900.000, thì các bác được một chiếc xe đạp khung carbon này, đổi 105 cộng với cả bánh 700c của Mavic này, rất là đẹp, mây ơ luôn, mây ơ cuối lỗ. Chiếc mây ơ xịn, nghe cái tiếng lỗ rất là khác. Carbon tích la lô, carbon siêu nhẹ, hết 105, đặt vành trước vành sau, Mavic hết nha, bi vòng. Nó sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 50 cm, và khóa yên đấy là tâm cổ phốt 48 cm. Thì size xe phù hợp cho các bác đi từ khoảng 1m64-65 đến 74-75 thì là phù hợp. Yên physics của Ý này, yên nhân bản rất đẹp. Chuyển động 105 của chuyển động cao cấp của dòng Shimano về xe đua. Các bác chơi xe lâu năm thì cũng có biết, đã đánh giá được cái bộ này, bộ phân khúc cận cao cấp và được sử dụng rất nhiều tại những người dùng nhập dư. Rất là đẹp, bộ này cũng rất là cao cấp, bộ 5811 tầng lít và 2 tầng đĩa, có 22 tốc độ khác nhau. Và cái giá bán của chiếc xe như em đã thông báo ngay từ đầu video là 17.900.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình, cộng với cả ấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn đã lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.